Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Pháp luật chính sách ngày hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Trong tiểu mục Góc nhìn pháp luật có phóng sự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành đã tổ chức hai lần gặp gỡ đối thoại trực tiếp với 72 công dân ngụ xã Bình Giang, huyện Hòn Đất và xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương. Trong tiểu mục Lý và Tình có phóng sự, 6 hộ dân ở ấp Đồng Tràm, xã Long Thạnh, huyện Dòng Riền khổ sở vì con đường bị rào chắn làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt đi lại. Sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ khiếu nại đất đai của nhóm công dân xã Bình Giang trong tháng 6 năm 2022 này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành đã tổ chức hai lần gặp gỡ đối thoại trực tiếp với 72 công dân ngụ xã Bình Giang, huyện Hòn Đất và xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương. Sau khi các hộ dân trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện Thanh tra Chính phủ và các sở ban ngành giải thích, thì được rất nhiều hộ dân ủng hộ, đồng ý nhận đất, kết thúc việc khiếu nại kéo dài. Theo báo cáo số 3293 của Thanh tra Chính phủ năm 2016, về việc thanh tra làm rõ nội dung khiếu nại kiến nghị của các hộ dân xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, với nội dung khiếu nại là yêu cầu nhà nước trả lại đất, vì trước đây đất do các hộ dân khai phá sử dụng. Đến năm 1996, thì nhà nước thu hồi giao cho công ty Lâm sản Kiên Giang liên doanh với công ty quốc tế Kiên Tài trồng rừng nguyên liệu giấy, nhưng không bồi hoàn và giao cấp đất khác. Một số đơn có thêm nội dung khiếu nại về việc bồi thường chưa đúng quy định và về trình tự thủ tục thu hồi đất, không có quyết định thu hồi đất. Ngoài ra, một số đơn thư còn có nội dung phản ánh việc giao cấp đất sai đối tượng, sau đó sang nhượng lại kiếm lời, phản ánh việc giao đất cho tổ chức, sau đó cho thuê lại, tố cáo nhưng không xem xét giải quyết. Qua thời gian thẩm tra xác minh, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận số 3293 ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ về việc giải quyết khiếu nại của công dân xã Bình Giang đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thống nhất tại văn bản số 2995 ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ. Tỉnh Kiên Giang đã triển khai thực hiện chính sách đối với những trường hợp có tên trong các phương án giải tỏa bồi hoàn được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt năm 1996. Đó là nếu chưa được giao đất khác, thì thực hiện việc giao đất sản xuất nông nghiệp theo hướng giao 3 hectare một hộ đối với hộ không có đất để sản xuất, 2 hectare một hộ đối với hộ còn đất sản xuất nhưng dưới 3 hectare, 1 hectare một hộ đối với hộ còn đất sản xuất trên 3 hectare. Ủy ban Nhân dân huyện Hòn Đất đã xét giao cấp đất cho 111 trên 349 trường hợp đủ điều kiện với diện tích 196,5 hectare, gồm 48 trường hợp xét giao cấp đất với diện tích 102 hectare, 63 trường hợp xét giao cấp đất thuộc trường hợp an sinh xã hội. Ngoài ra, 4 trường hợp có tên trong phương án nhưng nằm ngoài danh sách của Thanh tra Chính phủ được Ủy ban Nhân dân huyện Hòn Đất giao 9 hectare. Như vậy, đến nay, huyện Hòn Đất đã xem xét giao cấp đất cho 115 trường hợp đủ điều kiện. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 78 trên 115 hộ nhận đất với diện tích 144,77 hectare đưa vào sản xuất, nhưng lại có đến 59 trường hợp đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác, 37 hộ với diện tích 61 hectare chưa thống nhất nhận đất. Những trường hợp chưa thống nhất nhận đất, Ủy ban Nhân dân huyện Hòn Đất ban hành thông báo triển khai đến từng hộ và niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, trụ sở ấp nơi cư trú, đồng thời dẫn động người dân nhận đất để ổn định cuộc sống. Ngoài giao cấp đất, tỉnh Kiên Giang còn hỗ trợ 15 triệu đồng trên 1 hectare, trong đó chi phí cải tạo đất ban đầu 10 triệu đồng 1 hectare, chi phí sản xuất ban đầu 5 triệu đồng 1 hectare cho các hộ dân. Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ cho các hộ đồng ý nhận đất sản xuất với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Theo đại diện Thanh tra Chính phủ, sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của các hộ dân tại xã Bình Giang, Thanh tra Chính phủ phối hợp cùng các ban ngành có liên quan đã cùng phối hợp xem xét từng trường hợp cụ thể để có hướng giải quyết, làm sao đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. Tuy nhiên, sự việc diễn ra thời gian kéo dài, không có giấy tờ tài liệu nào để rà soát chứng minh, mà thực hiện giao đất phải căn cứ vào các chứng cứ và quy định cụ thể. Vì vậy, không có cơ sở xem xét nên chỉ giải quyết hỗ trợ. Thanh tra Chính phủ đi làm hoặc các bộ ngành có ý kiến thì cũng phải có những quy định nào đó cụ thể mới kiến nghị giải quyết được. Còn nếu không chỉ hỗ trợ thôi, mà hỗ trợ thì theo chính sách quy định đó, để giao đất nông nghiệp đó, thì cho người trực tiếp sản xuất nông nghiệp và còn tùy theo thực tế của địa phương. Ví dụ địa phương có quỹ đất đến đâu giải quyết đến đó,
chứ không phải là ai muốn được 3 hecta cũng được 3 hecta, ai muốn được hơn cũng được hơn, hoặc ai muốn ít đi là được ít đi đâu. Được, đương nhiên điều kiện được giao nhiều nhưng mà không nhận thì cái đó là chính quyền sẽ ghi nhận và trân trọng thôi, bởi vì có đất giao cho người khác thực sự có những nhu cầu hơn. Đó quy luật của quy định của pháp luật về giao đất là anh phải hiểu cái điều đó. Còn trong cái xem xét lại cái bồi thường giải phóng mặt bằng này nè, như chúng ta được kết luận 3293 là đã rà soát rất kỹ rồi. Thời gian qua, Trung ương và địa phương tổ chức đối thoại tiếp công dân giải quyết nhiều lần. Gần đây nhất, ngày 20 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương và một số bộ ngành tổ chức đối thoại với 349 hộ dân tại tỉnh Kiên Giang. Trong đó, 83 đơn của các hộ dân gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị xem xét lại việc giao cấp đất. Trong đó, 83 đơn của các hộ dân gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị xem xét lại việc giao cấp đất. Ngày 22 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh có thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra rà soát đối với một số nội dung yêu cầu của các hộ dân xã Bình Giang. Đối với 78 trường hợp đã nhận đất và chi phí hỗ trợ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các hộ dân đưa đất vào sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. Đối với 37 trường hợp chưa thống nhất nhận đất, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Hòn Đất ban hành quyết định giao đất, tiếp tục vận động, triển khai thông báo đến từng hộ, niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Bình Giang theo quy định. Đối với 26 trường hợp qua kiểm tra rà soát đủ điều kiện giao cấp đất, thì đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Hòn Đất thông tin đến các hộ dân được biết và hoàn thành thủ tục tiến hành giao cấp đất theo quy định. Ngày 25 tháng 3 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Ban ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Hòn Đất mời từng hộ dân đến làm việc. Kết quả chỉ có 10 trường hợp tham dự, trực tiếp làm việc. Sau đó các hộ dân đến Ban Tiếp công dân Trung ương để khiếu nại. Tổ công tác của tỉnh đã phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 5 công dân đại diện cho 87 công dân thường trú tại xã Bình Giang. Các hộ dân yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản giải quyết, trả lời từng trường hợp cụ thể. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp trả lời các hộ dân. Tại buổi tiếp công dân nơi đây, hầu hết các công dân được tiếp chưa thống nhất nhận đất do lý do đất cấp ít, không đủ canh tác, đề nghị cấp thêm cho người thân, gia đình, yêu cầu trả đất đúng vị trí, diện tích mà họ khiếu nại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành đã trực tiếp đối thoại giải thích chính sách pháp luật với từng công dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết hiện nay tỉnh đã thực hiện đúng kết luận của Thanh tra Chính phủ và thông báo của Văn phòng Chính phủ. Các nội dung khiếu nại của các hộ dân được giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật. Tỉnh căn cứ vào các quy định của pháp luật để giải quyết vấn đề của nhân dân hợp lý, hợp tình. Đó, tôi đề nghị là về mặt quy định pháp luật chúng ta nên nhận cái này để nó đủ thủ tục về trách nhiệm của địa phương đã giao, đã lo cho bà con mình rồi. Còn sau này có gì phát sinh nữa, nếu mà theo quy định tới thì cái hướng tới cho giao bao nhiêu nữa thì chúng tôi sẽ tiếp tục chúng tôi giao. Còn bây giờ quy định pháp luật đến mức độ này, thời gian này rồi thì thôi, nên bây giờ mình cứ nhận rồi là mình tạm dừng lại cái việc khiếu nại khiếu kiện, rồi trách nhiệm của địa phương mình đang kiến nghị để sửa đổi, sau này có cái gì mới thì mình lại bổ sung cho bà con. Chứ còn bây giờ nếu mình cứ dây dưa này hoài, một là tôi nói ảnh hưởng cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương mình, ổn định tình hình thì mới làm được đó. Mà nó cuốn theo cái này hoài thì thật ra chúng tôi rất là khó. Công việc của mình, đất nước mình, tỉnh mình đang phát triển như thế mà cứ lẩn quẩn đối đầu với người dân ngoài thì nó không nên đâu. Chúng tôi cũng không muốn bao giờ đi đối đầu với dân. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành tiếp tục có buổi tiếp 35 công dân xã Bình Giang, huyện Hòn Đất và xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương thuộc nhóm công dân khiếu nại, bao gồm các hộ đủ điều kiện xét giao cấp đất nhưng chưa thống nhất nhận đất mà phát sinh khiếu kiện, và các hộ đã thống nhất nhận đất, đã được tỉnh giao đất, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất và chuyển nhượng đất cho người khác nhưng vẫn tiếp tục khiếu nại. Các hộ không đủ điều kiện giao đất theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Qua hai lần tổ chức gặp gỡ trực tiếp với từng công dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành đều khẳng định và giải thích cho công dân hiểu. Việc khiếu nại của các hộ dân không có tình tiết mới và không có cơ sở để giải quyết. Để ổn định cuộc sống thì người dân nên nhận đất được giao, cấp để sản xuất, chấm dứt khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống. Đối với những hộ có đất bị thu hồi, chưa được bồi thường, giao cấp đất, hiện sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp nhưng không có đất sản xuất, tỉnh đã thực hiện giao cấp 3 hectare. Hộ có đất sản xuất ít hơn 3 hectare thì giao cấp thêm 2 hectare. Những hộ có đất trên 3 hectare thì giao cấp thêm 1 hectare.
đối với những hộ khiếu nại không chứng minh được có đất bị thu hồi là hộ nghèo không có đất hoặc thiếu đất sản xuất, thì giao cho Ủy ban Nhân dân hai huyện Hòn Đất và Kiên Lương thực hiện rà soát hỗ trợ bằng các hình thức an sinh xã hội hiện hành. Sau khi các hộ dân trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương và các sở ban ngành giải thích, thì được rất nhiều hộ dân ủng hộ, đồng ý nhận đất, chấm dứt việc khiếu nại này. Thưa quý vị, qua phản ánh của nhiều người dân ngụ ấp Đồng Tràm, xã Long Thạnh, huyện Dồng Riềng về việc con đường trên kênh Tám Hiệp có chiều dài khoảng 70 mét là con đường chính để đi lại của 6 hộ dân, song bị một hộ dân rào lại mấy tháng nay, sau đó lại mở rồi rào lại, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt đi lại, đặc biệt là người già và trẻ em hiện đang sinh sống tại đây mấy chục năm nay. Trong tiết mục Lý và Tình kỳ này, mời quý vị và các bạn theo dõi những hình ảnh sau đây. Nhóm phóng viên pháp luật và chính sách theo chân của những người dân nơi đây đi bằng con đường vòng ngoài ruộng, quanh co khoảng chừng vài trăm mét rồi phải đi qua những chiếc cầu tạm bợ như thế này. Tại đây, hầu hết là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn sinh sống hàng mấy chục năm nay. Qua tìm hiểu thì mới biết câu chuyện bắt đầu từ con đường đi. Trên kênh Tám Hiệp, kể từ khi chủ đất rào lại đã làm đảo lộn cuộc sống của gần 30 người dân tại đây. Rồi bây giờ ha, mấy người mà bây giờ đang nghèo khổ rồi đi học đi làm cũng không có đường nào đi được, xe cộ thì chạy không có được, rồi đi chợ gì ha, xe thì bỏ ở ngoài gửi bên người ta cái lội tắt vô đường mã đường gì vô đó, nó khó khăn đủ đều hết trơn. Nhà nước người ta cho đào cái này nè mặn mà lấy cái đường đó đi, rồi tới chừng người ta cho đi đâu 1-2 tháng gì đó, cái sao người ta bít lại nữa không cho nữa, rồi bệnh lần lần hả đi. Rồi con nó ôm để xuồng rồi bơi đi ra tới đó rồi mới ôm mẹ lên để xe mà đi. Theo nhiều hộ dân nơi đây cho biết, bà Nguyễn Thị Thủy được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 26 tháng 9 năm 2011, có diện tích 1.190 m², tính luôn bờ kênh Tám Hiệp, trong đó có con đường mà 6 hộ dân đi lại sinh sống trong nhiều năm qua. Từ đó gia đình bà Nguyễn Thị Thủy dựa vào diện tích được cấp nên rào lại cuối năm 2020. Khi người dân khiếu nại, chính quyền địa phương xuống giải quyết, hàng rào mở ra. Sau đó gia đình bà Nguyễn Thị Thủy rào hẳn gần một năm nay, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con, nhất là vận chuyển phân bón, lương thực thực phẩm, hoặc khi có đau ốm, bệnh tật, đi lại vô cùng khổ sở. Rồi đi làm thì cũng không làm được, không có đường đi, xe thì gửi nhà người ta nó xa, mà không lẽ mỗi lần mình đi sớm về trễ, mình kêu cửa người ta, cho lên là... Cái thiệt hại đó là về nền kinh tế của em là nó trầm trọng. Rồi còn nói về đến sức khỏe, cuộc sống vậy. Ốm đau bệnh tật, đâu có dễ gì đi ra mua thuốc đâu. Nói như vậy cho nên là cũng rất khó. Anh Danh Hùng, một người dân ở phía bên trong, cũng cho biết thêm, việc đi lại học hành của con cháu ở đây hết sức khó khăn. Mùa khô còn đỡ, đến mùa nước ngập đồng lại càng khó khăn hơn nhiều, vì phải lội nước mỗi ngày 2-3 lần, đưa rước con đi học bằng đường vòng ngoài ruộng. Hiện tại, đứa con trai lớn của anh học lớp 5 và đứa con gái nhỏ mới học được lớp 4 đã nghỉ học cách này không lâu. Còn cho con đi thì hỏi chú, nước ngập thì ngập, lên láng quần nữa nó té, nó ngộp nước hay là hoặc là nó ướt tập, ướt sách rồi nó khổ đủ đều hết. Em khổ lắm, nhớ cũng mới năm nay gì đó, mùa dịch bệnh, nhà đã nghèo, không có gì để con đi học, đành ha bóp bụng để cho con nghỉ. Nghĩ bộ mình làm cha làm mẹ sung sướng đó chú, rất là khổ. Nhưng là do không có đường đi và phương tiện khó khăn nên con nghỉ học. Đối với gia đình chị Thị Úc, hiện đang chăm sóc mẹ già hơn 90 tuổi, sức khỏe bà đang yếu dần. Gia đình muốn đưa đi bác sĩ khám bệnh hoặc đưa đi bệnh viện cũng hết sức khó khăn, nên buộc phải tự điều trị tại nhà hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ từ xa, chứ không còn cách nào khác. Bà già bệnh nè, hiện tại bây giờ bà già bệnh không trở ra bệnh viện, đâu có đường nào ra được đâu. Cái đập thì đắp dính rồi đưa bến lên xuồng cũng gào nữa, không có đường nào lên được. Rồi bà già rồi, đi chở bác sĩ gì toàn là đi ghe chở giỏ máy vô, khám bệnh cho bà. Con đường giao thông chính đi lại của những người dân trên kênh Tám Hiệp thuộc ấp Đồng Tràm, xã Long Thạnh, huyện Dồng Riềng đã bị chủ đất rào lại gần năm nay, làm cho 6 hộ dân với gần 30 khẩu rơi vào cảnh khốn đốn, giống như đang bị cô lập. Trước vụ việc trên, chính quyền địa phương xã Long Thạnh và ngành chức năng huyện Dồng Riềng vào cuộc giải quyết như thế nào? Làm sao giải quyết vụ việc vừa hợp lý, vừa hợp tình?
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các chương trình pháp luật và chính sách tiếp theo. Chuyên mục pháp luật và chính sách kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua trang thông tin điện tử tổng hợp của đài tại địa chỉ www.kctv.vn, ứng dụng KGTV trên điện thoại thông minh và trên kênh YouTube Truyền hình Kiên Giang. Mọi ý kiến đóng góp cho chuyên mục, quý vị và các bạn có thể gửi về địa chỉ Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.